trần nhật phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình hiu tinh nhật ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ nam california trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi một ngày thì vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự đề tài đầu tiên thì à, từ bấy lâu nay phong đã nhấn mạnh đến vấn đề chính trị nội địa của hoa kỳ cũng như là cái vấn đề xung đột trên thế giới về quân sự và quý vị đề tài đầu tiên của ngày hôm nay phong lại nói đến vấn đề kinh tế sau khi mà ngày hôm qua joe biden quyết định là sẽ đánh thuế vào một số mặt hàng của trung quốc trong đó thứ nhất là bao gồm tất cả những xe điện bình điện các cái solar cell tức là những cái uh, thái dương điện cũng như là ngành thép, ngành nhôm và kể cả một số dụng cụ y tế. Và ngay sau khi mà Joe Biden đánh thuế vào các mặt hàng này của Trung Quốc thì hãng thông tấn Reuters đã đưa ra một bài phân tích cho thấy là cái mức thuế mới đánh vào mặt hàng Trung Quốc của Joe Biden có thể sẽ dẫn tới cho Hà Nội, tức là Cộng sản Việt Nam và Mexico là những quốc gia có thể sẽ hưởng lợi. Và quý vị, đó là cái bài phân tích của hãng thông tấn Reuters và điều này cũng cho thấy rằng là Trung Quốc đã không từ một cái thủ đoạn nào để tìm cách lách né cái thuế của Hoa Kỳ đánh vào tất cả mặt hàng của họ. Quý vị, đây là cái bài và ngay sau đó thì quý vị thấy thấy là thời gian gần đây, báo chí Cộng sản Việt Nam đã đưa rất nhiều tin là xe của hãng BYD tràn vô thị trường Việt Nam. Và có thể BYD sẽ mở công xưởng tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó thì họ sẽ mở họ mở công xưởng ở Mexico. Quý vị, bản phân tích cho thấy là cái mức thuế mới mà Joe Biden đánh vào uh, mặt hàng của Trung Quốc có thể dẫn tới sự là uh, hưởng lợi của phía Mexico và Việt Nam. Bài phân tích này là của David Lauder. Uh, chính quyền cho bên đã áp dụng mức thuế mới của đánh vào các cái xe điện của trung quốc cùng với một số những kỹ nghệ chiến lược khác để bảo vệ cho tương lai sản xuất tại hoa kỳ tuy nhiên dường như là cái này nó sẽ khiến cho Trung Quốc chuyển tất cả những cái uh, sản xuất của họ qua Mexico, Việt Nam và những nơi khác để mà tránh thuế của Hoa Kỳ. Giới chức Hoa Kỳ và những chuyên gia về mậu dịch nói rằng không có một cái nỗ lực mạnh mẽ để cắt bỏ tất cả những cái transfer uh, tức là những mặt hàng của Trung Quốc từ Mexico và một số quốc gia khác. Trung Quốc đang tìm cách gọi là sản xuất và vẫn tiếp tục có đường hướng xâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ. Mức thuế này là chỉ là để gia giữ không có nhập cản những đồ của Trung Quốc. Tuy nhiên, có lẽ là nó sẽ nhập cản à, thông qua những quốc gia khác và sẽ tránh được thuế. Đó là lời phát biểu của Esquire Prasad, được xem là một à, giáo sư đặc trách về chính sách mậu dịch tại trường Cornell University và là một cựu giám đốc đặc trách về à, Trung Quốc của quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Mexico và Việt Nam đặc biệt là đã có một cái tình trạng tránh à, gọi là giữa căng thẳng họ nói là nó hưởng lợi nhờ sự căng thẳng của Trung Quốc và của à, Hoa Kỳ à, tìm cách là giảm đi tất cả những cái chi phí của họ. Ông này cho biết và trong đó Washington gần như là là đã, đã không có đạt được cái mục tiêu là đầu tư vào cái kỹ nghệ sản xuất và Mexico là một trong những quốc gia mà là trở thành cái nguồn nhập cảng đầu tiên lớn nhất của Hoa Kỳ đã qua mặt Trung Quốc và trong đó 155 tỷ Mỹ Kim mặt hàng từ cái quốc gia này trong nhập cảng từ quốc gia này từ uh, của 3 tháng đầu tiên năm 2024 và so với Trung Quốc là có khoảng dưới 100 tỷ Mỹ Kim quý vị đây là cái bản uh, báo cáo của và bản phân tích khá dài của hãng thông tấn Reuters và ngay lập tức thì uh, BYD đã bắt đầu phát động cái xe gọi là Hybrid ở tại Mexico giữa lúc mà Hoa Kỳ đang tăng thuế. Quý vị, đây là bản tin thứ hai là cái hãng xe BYD của Trung Quốc đã bắt đầu sản xuất các loại xe pick-up hybrid ở tại Mexico giữa lúc mà Hoa Kỳ đang tăng thuế đánh vào mặt hàng của họ. Trong đó thì các nhà công ty sản xuất xe hơi của Trung Quốc là BYD công bố với Shark là được xem là họ sẽ bắt đầu sản xuất cái loại xe pick up truck tức là loại xe trung bình mà chạy bằng hai brick và điện ở tại Mexico vào ngày thứ ba giữa lúc mà họ đang có mức thuế mới đánh vào mặt hàng của xe điện của Trung Quốc và công ty này vẫn không tìm vẫn không bỏ qua cái việc mà tìm cách xâm nhập vào thị trường của Hoa Kỳ. Quý vị, đây được xem là một trong những cái tin mà chúng ta có được. Như vậy thì Châu Biden đánh thuế vào mặt hàng Trung Quốc nhưng lại mắt nhắm mắt mở cho phía của Mexico thì điều này nó sẽ dẫn tới Mexico và Hà Nội thì điều này có thể là dẫn tới cái điều mà chúng ta đã nhìn thấy cuối cùng thì mặt hàng Trung Quốc vẫn xâm nhập được vào Hoa Kỳ không trực tiếp đi từ bến cảng ở Trung Quốc nhưng mà trực tiếp đi từ Mexico và từ Việt Nam qua Hoa Kỳ bởi vì tất cả những mặt hàng này sẽ được lắp ráp tại Việt Nam tại Mexico thay vì là nó được lắp ráp tại Trung Quốc. Quý vị, đây là cái bài phân tích khá dài của hãng thông tấn Reuters cho thấy mức thuế cho bên đánh vào mặt hàng EV là chỉ mặt hàng EV tức là xe về xe điện và những cái uh, bình điện thì uh, kể cả solar cell Solar cell tức là những cái tấm uh, cái tấm panel mà điện mặt trời đó quý vị, tức là uh, thái dương điện. Thì quý vị, rõ ràng, cho những nhà phân tích này nói rằng Joe Biden đã không có một cái chiến lược rõ ràng. Khi mà áp thuế với Trung Quốc thì có áp thế với lại những quốc gia đã đã đóng vai trò là transnation đối với lại phía của Trung Quốc hay không. Quý vị, giống như hôm trước tôi nói trong cái thông tin mà tôi nói rằng là phía của Châu Anh đang chuẩn bị duyệt xét việc thừa nhận Việt Nam là thị là kinh tế thị trường. Đây là một cái bước dọn đường cho họ bắt đầu nấp bóng hàng make in Việt Nam để xuất cảng qua Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay thì quý vị thấy là Joe Biden đã bắt đầu và bãi bỏ cái sắc thuế này. Bởi vì trong các quốc gia ở Á Châu thì Việt Nam được xem là quốc gia đứng đầu trong việc mà đổi lốt mà hàng mắc in Việt Nam xuất cản qua Hoa Kỳ. Đặc biệt trước đây thì quý vị khi mà Joe Biden ngăn cản và không cho phép tất cả những cái solar panel đến từ Trung Quốc. Sau khi mà nói rằng là họ đã sử dụng nguồn nguyên liệu và sản xuất ở tại Tân Cương, nơi có tình trạng cưỡng bức lao động ở đây trên một triệu người Duy Ngô Nhĩ đã bị tống vào các trại giam và bị cưỡng bức lao động ở Tân Cương. Do đó, Joe bên đã ngăn chặn và không cho tất cả những mặt hàng này được nhập cản vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thì Joe bên lại từ chối không cấm cửa với lại bốn quốc gia tại Á à Châu, trong đó có luôn cả Việt Nam là việc mà nhập cản các cái solar panel. Mà Việt Nam thì không đủ sức sản xuất solar panel. Tất cả đều nằm ở tại cái tỉnh Quảng Ninh và cái nơi mà được xem là thành lập một cái công ty sản xuất về Solar Panel tức là Thái Dương Điện nằm ngay tại Quảng Ninh và tất cả nguồn đầu tư đều đến từ Trung Quốc có nghĩa là không phải là Trung Quốc đầu tư miệng thì đó là đầu tư nhưng trên nguyên tắc tất cả những mặt hàng đó được thành phẩm ở tại Trung Quốc và đưa qua Quảng Ninh để mà đóng hàng make in Việt Nam xuất cản vào Hoa, Hoa Kỳ thì quý vị Joe Biden đã từ chối không áp dụng cái thuế trận đứng chuyện này sau khi mà quốc hội lên tiếng. Cho tới giờ phút này thì uh, Joe Biden vẫn nói rằng là ông ta vẫn để cho bốn quốc gia gồm có Việt Nam, Malaysia, Philippines và Campuchia là bốn quốc gia vẫn tiếp tục xuất cản solar panel vào thị trường của Hoa Kỳ. Bây giờ ông ta áp thuế vào cái uh, xe điện thì quý vị hãng BYD là một cái hãng sản xuất xe lớn nhất của Trung Quốc. Hiện nay xe điện của BYD thì bán ở thị trường Âu Châu tràn ngập thị trường Âu Châu. Và bây giờ thì thấy rằng là tình trạng xe điện có thể sẽ có nguy cơ cạnh tranh không nổi với Tesla. Thì bây giờ BYD bắt đầu chuyển qua dòng xe gọi là Hybrid. Hybrid tức là nửa chạy bằng điện, nửa chạy bằng xăng. Thì quý vị sản xuất ở tại Mexico. Rồi chưa kể là trong mấy tháng trước thì quý vị còn nhớ là BYD bắt đầu tràn ngập vào thị trường Việt Nam. Trên nguyên tắc nó là bán trong thị trường Việt Nam. Nhưng mà quý vị Cuối cùng thì nó vẫn cái ngõ lên trên tàu shipping và chở qua Mỹ từ Việt Nam. Và BYD này ta sẽ được phù phép biến thành make in Việt Nam để sản xuất qua Mỹ. Thì cái vị cái trò đổi lốt này chúng ta đã báo động và chính chúng ta trong thời gian gần đây cũng đã viết thư cho Bộ Thương mại nói về tình trạng này. Thì quý vị bây giờ nếu mà cho Anh áp thuế vào mặt hàng Trung Quốc thì ông ta chỉ có áp thuế nhắm vào những mặt hàng trực tiếp từ Trung Quốc nó không giống như cái hiệp ước ông Trump đã ký với Mexico và Canada trước đây. Các vị còn nhớ năm mà ông Trump mở ra cái cuộc chiến mậu dịch với Cộng sản Trung Quốc thì lúc đó ông đã hủy bỏ cái hiệp ước mậu dịch tự do vùng Bắc Mỹ gọi là NAFTA. Đây là cái hiệp... <laughs> đây là cái hiệp ước tự do của ba nước gồm có Canada, Mỹ và Mexico, tức là mặt hàng của ba quốc gia này đi qua nhau không bị đánh thuế. Thì các vị, cái hiệp ước này đã có cái giá trị 25 năm. Cho tới lúc ông Trump lên làm tổng thống, thì ông nói no, phải hủy bỏ cái hiệp ước này, viết cả cái hiệp ước mới. Bởi vì cái hiệp ước này có quá nhiều lỗ hổng và Bắc Kinh đã lợi dụng rất nhiều cái hiệp ước này. Tức là khi mà Hoa Kỳ mỗi một đời tổng thống nào đó áp thuế vào ngành thép và ngành nhôm của Trung Quốc trực tiếp để bảo vệ cho ngành thép và ngành nhôm của Hoa Kỳ. Thì lập tức Trung Quốc sẽ đưa những mặt hàng này qua Canada và qua Mexico xuất cản ngược lại Hoa Kỳ họ qua đó họ mở công ty xong họ chuyển thép nhôm qua bên đó xong họ xuất cản ngược lại Hoa Kỳ không bị tính thuế tại vì Canada Hoa Kỳ và Mexico là có cái hiệp ước gọi là NAFTA thì khi ông Trump lên ông hủy bỏ cái hiệp ước này và ông ép cả Canada và Mexico ký lại một cái hiệp ước mới nó gọi là USMCA USMCA là cái hiệp ước giữa ba quốc gia tức là US là Hoa Kỳ M là Mexico CA là Canada thì cái hiệp ước mà USMCA này là khẳng định lại rất rõ ràng. Tất cả những cái gì được sản xuất tại Mexico và nguyên liệu phải báo cáo đầy đủ họ nhập cản từ đâu. Nếu như họ nhập cản từ Trung Quốc thì sẽ bị đánh thuế lên tới 456%, đặc biệt là thép và nhôm, tức là những cái phụ tùng xe đó quý vị. Còn nếu như mà họ nhập từ những cái quốc gia khác mà Hoa Kỳ xác nhận ok những cái nguồn nguyên liệu này nó không phải đến từ Trung Quốc, nó không phải đến từ một cái đối thủ cạnh tranh của Hoa Kỳ thì có thể cái mức thuế được giảm đi nhưng không có miễn thuế đó là cái hiệp ước USMCA mà ông Trump đã ký với Justin Trudeau là thủ tướng của Canada và ông Obrado tức là tổng thống của Mexico thì cái vị, cái hiệp ước đó vẫn còn hiện hữu vẫn còn hiện hữu tức là nó vẫn đầy đủ tuy nhiên thì cái vị dưới thời của Joe Biden thì nó lại khác đi tức là cái hiệp ước này nó vẫn mang tính chất gọi là trên mặt giấy tờ trên thực tế thì chính quyền châu bên sẽ không kiểm soát cái nguồn nguyên liệu nó từ đâu ra cái nguồn nguyên liệu nó nhập cảng từ đâu mà họ chỉ thấy là đóng mặt make in mexico là họ cho vô hay là đóng mặt make in việt nam là họ cho vô họ không kiểm tra về cái nguồn nguyên liệu nhập cảng từ đâu chính vì vậy mà tại sao mà phía đảng cộng hòa đã lên tiếng chỉ trích cái chính sách tăng thuế này thứ nhất là họ nói rằng cho bên muốn kiếm phiếu còn có vài tháng nữa bầu cử thôi Tại vì ông ta thấy rõ ràng là cái làn sóng chống Cộng sản Trung Quốc ở Hoa Kỳ đã bùng nổ khá mạnh. Thứ hai là quý vị, ông ta vẫn thúc đẩy cái nghị trình năng lượng xanh của ông ta. Nhưng mà bởi vì cái thế đối đầu của Hoa Kỳ và Trung Quốc, mà Trung Quốc lại nắm về ngành năng lượng xanh rất là nhiều. Họ nắm tất cả những nguyên liệu, tức là 70% trung bình, từ rare earth cho tới uh, copper, cho tới lithium Tất cả những cái này đều là những cái nguyên liệu chế tạo cho xe điện và bình điện thì Trung Quốc đã kiểm soát khoảng 70% cái thị trường xuất cả nguyên liệu này. Và kể cả cái nguồn nguyên liệu chế tạo các cái solar panel, tức là các cái thái dương điện, nó cũng nằm ở Trung Quốc. Do đó, nếu mà cứng rắn với Trung Quốc như vậy, thì Joe Biden không thực hiện được nghị trình gọi là khí hậu xanh của ông ta. Do đó, quý vị, ông ta một mặt thì bày tỏ là tôi chống Trung Quốc để mà lấy phiếu cho những cái tháng cuối cùng trước khi có cuộc bầu cử. Một mặt khác thì ông ta vẫn muốn thực hiện nghị trình năng lượng xanh cho nên chỉ cấm Trung Quốc thôi. Còn nếu chiếc tàu đó đi từ bến cảng của nước khác và mà trên cái, cái đó đã đóng chữ make in của nước khác thì ông ta cho vô. Đặc biệt là Cộng sản Việt Nam. Thời gian gần đây quý vị thấy là các công ty của Trung Quốc đã bắt đầu ghi danh với lại cái bộ kế hoạch và đầu tư của Cộng sản Việt Nam rất là nhiều. Họ ghi danh thôi, họ chưa mở cộng xưởng. Họ chờ quan sát tình hình đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thì quý vị, Thời gian càng tới gần ngày, ngày bầu cử thì cái uh, các ứng cử viên và kể cả Joe Biden bây giờ là đang tìm cách kiếm phiếu của những người có cái tinh thần chống cộng sản Trung Quốc mà hầu hết bây giờ là 2/3 dân chúng Hoa Kỳ đều chống cộng sản Trung Quốc. Do đó quý vị, gần như là ông ta muốn lấy phiếu của những người này và đồng thời ông ta cũng muốn thực hiện cái chính sách năng lượng xanh của ông ta. Cho nên quý vị, tại sao mà hãng thông tấn Reuters viết cái bài nếu Joe Biden áp thuế lên là hàng mặt hàng Trung Quốc thì cuối cùng những quốc gia hưởng lợi là Mexico và Việt Nam. Là bởi vì những quốc gia này, Mexico thì nó là cái trung tâm sản xuất xe từ xưa tới nay. Sau khi mà những cái hãng xe của Hoa Kỳ từ Chrysler, Ford, GM đều mở nhiều công xưởng của họ ở Mexico. Nhưng mà lúc đó Mexico thì nhập cảng thép từ nhiều nơi, không phải của Trung Quốc. Thời gian gần đây Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào Mexico, thậm chí họ còn chơi ở dưới mặt bàn tức là một mặt họ đầu tư chính thức vào Mexico, một mặt khác họ thông đồng với lực lượng băng đảng của Mexico để loại trừ tất cả những ứng cử viên nào đang tranh cử mà gây bất lợi cho họ. Các vị biết là trong bản báo cáo ngày hôm qua, hôm kia của tôi đó là đã có hơn 20 ứng cử viên đã bị sát hại bởi thành phần băng đảng tại Mexico. Và bù lại, Trung Quốc cung cấp rất nhiều nguồn nguyên liệu cho thành phần băng đảng này để chế tạo fentanyl tồn vào thị trường hoa kỳ mặc dù joe biden đã đề cập với lại tập cân bình nhưng mà bây giờ tập cân bình vẫn làm lơ không hề có một cái hành động nào chống lại những cái công ty cung cấp hóa chất cho phía của các băng đảng của mexico để chế tạo fentanyl tức là một mặt họ mang tiếng là đầu tư vào mexico một mặt khác thì quý vị họ lại kèm chế những chính trị gia nào mà có tư tưởng chống trung quốc Do đó những người nào mà có cái suy nghĩ mà chống lại cái sự tràn ngập mặt hàng của Trung Quốc hay là Trung Quốc đầu tư vào Mexico đều bị sát hại hết. Tất cả đều hai mươi mấy người, thậm chí là có một cái nơi có ba người tranh thị trưởng đều đưa lên cái việc mà ngăn chặn không muốn cho đầu tư của Trung Quốc vào trong cái thành phố của họ. Cả ba đều bị sát hại. Bất kể họ ở đảng nào. Có nghĩa là Trung Quốc đang sử dụng một mặt tay trái, họ dùng thành phần băng đảng Mexico để quy hiếp những chính trị gia chống Trung Quốc. Một mặt thì họ làm việc với chính quyền của ông Obrador và bắt đầu tăng cường mở công xưởng tại đây. Thì quý vị thấy là các hãng xe lớn của Mỹ mấy chục năm nay ngoại trừ mà ở Detroit, Michigan ra là cái chỗ trung tâm xe, 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 sản xuất xe của Hoa Kỳ. Thì cái nơi thứ hai được xem là trung tâm sản xuất xe của Hoa Kỳ chính là Mexico từ mấy chục năm nay rồi quý vị bây giờ sau khi Tesla về Texas Tesla bắt đầu đặt công xưởng ở Mexico đang xây dựng và gần xong rồi thì bây giờ Trung Quốc bắt đầu theo đuôi đầu tư ở tại Mexico và quý vị nhưng cái cách khác những công ty của Hoa Kỳ họ đầu tư mở công xưởng nhưng nguồn nguyên liệu họ vẫn nhập thép và nhôm của Hoa Kỳ để chế tạo các cái phụ tùng xe và trong khi đó ngược lại Trung Quốc đầu tư vô thì họ không có gọi là dùng những cái thép nhôm của Hoa Kỳ, họ dùng của họ và cái vị nói là họ dùng của họ, không phải là họ chở một khối thép, một khối nhôm qua Mexico để mà chế tạo đâu, họ chở sẵn những cái đồ pha, tức là những cái phụ tùng xe đưa qua bên đó, dán bao bì mà mà mẫu mã xong, đóng mộc in Mexico và xuất cản ngược lại từ Hoa Kỳ qua các cái đường biên giới của Hoa Kỳ như với mexico thì quý vị trung quốc đang làm chuyện này và bây giờ họ thấy rằng xe điện ở mỹ này các hãng xe đều khai lỗ trừ của tesla và bây giờ các hãng xe của mỹ bắt đầu chuyển qua một cái uh, lui lại thì đúng hơn một cái uh, chính sách an toàn hơn là xe hybrid tức là xe điện nửa điện và nửa xăng thì bây giờ byd cái công ty lớn nhất của trung quốc bắt đầu đầu tư tại mexico quý vị còn nhớ hôm qua tôi có loan tin một chiếc xe của byd xe điện đó mà bán trong thị trường đó của Âu Châu giá chỉ có 12.000 đô la. 12.000 đô la một chiếc so với một chiếc Tesla cũng chạy, chạy bằng điện. Rẻ lắm là cũng 3 bốn .000, 000 euro. Chiếc mắt lên cả 100.000 euro. Thì quý vị, rồi các công ty như là xe của Đức, xe điện họ không có lợi. Họ sản xuất rất là giới hạn ở Âu Châu. Cuối cùng bây giờ xe BYD tràn ngập Âu Châu. Xe của Trung Quốc bây giờ nhưng mà họ không bỏ rơi thị trường Mỹ được. Tại vì thị trường Mỹ là cái thị trường tiêu thụ xe lớn nhất thế giới. Ở Âu Châu họ có nhiều cái dịch vụ vận chuyển công cộng. Do đó nhiều khi có những gia đình không cần xe cộ nhất là nhà họ ở chung ở trên những cái đô thị lớn. Họ không cần xe bước ra đường có xe xe bus điện rồi xe điện ngầm vân vân rồi. Thì quý vị họ không cần nhu cầu xe nhiều bằng bên Mỹ Bên Mỹ thì quý vị thấy đó, mỗi một tiểu bang giống như một cái nước nhỏ. Và tất cả mỗi một gia đình tối thiểu, một gia đình cũng sở hữu hai chiếc xe rồi. Do đó, cái thị trường tiêu thụ xe lớn nhất trên thế giới vẫn là thị trường Mỹ. Bắc Kinh làm sao bỏ được. Nhưng mà tới giờ phút này thì tôi rất thấy, tôi thấy không có xe của Trung Quốc ở trên thị trường Mỹ. Là bởi vì những cái chính sách ngăn cản đó. Nhưng mà quý vị, nó chỉ là mang tính chất kềm chế thôi. Nếu xe Trung Quốc mà đi vòng qua Mexico xuất cảng vào Hoa Kỳ hay trực tiếp từ Việt Nam xuất cảng vào Hoa Kỳ thì quý vị chính quyền Joe Biden đã không làm được gì và ông ta còn mắc nhắm mắt mở nữa do đó tại sao người ta chỉ trích cái việc tăng thuế của Joe Biden là khi anh tăng thuế thì anh phải chặn tất cả những cái ngõ của nó thì mới đúng gọi là tăng thuế còn anh tăng thuế ở cái bến cảng của Trung Quốc nhưng mà anh lại không tăng thuế ở cái bến cảng từ Việt Nam hay là từ cái công xưởng Mexico chở qua biên giới của Hoa Kỳ thì cũng như không <laughs> cuối cùng xe nó lọt vào thị trường Mỹ nó vẫn lọt được vào thị trường Mỹ và nó bán với giá rẻ nó vẫn bán với giá rẻ do đó quý vị người ta chỉ trích cho bên là chỗ đó là nếu anh đã ngăn ngăn cấm thì tất cả công xưởng của Trung Quốc dù họ mở ở quốc gia nào cũng phải đóng đinh tức là bây giờ bây quay đi qua mở ở Mexico thì phải có trách nhiệm thông báo cho phía Mexico biết. Ê, cái công ty BYD này, xe của nó mà vào thị trường Mỹ, tôi đánh thuế lên 300 đến 500 phần trăm. Hay là từ Việt Nam. Ok, B, ví dụ anh có vinh phát, tôi không kè. Nhưng mà đồ phạt ở trong vinh phát là cái gì? Và đồ phạt và tất cả cái xe BYD ở bên Việt Nam từ bến cảng đó mà chở qua bến cảng bên Hoa Kỳ. Thì phải đánh thuế vì tên của nó là byd của trung quốc nếu mà áp dụng cái chính sách này cứng rắn thì mới có thể chặn được xe điện của trung quốc vào thị trường hoa kỳ và cái trò xuất cảng hàng loạt của trung quốc vào thị trường hoa kỳ còn bây giờ chỉ cấm nửa vời tức là đánh thuế lên các mặt hàng đó nếu nó đi từ bến cảng của trung quốc và make in china thôi hay là make in PRC thôi. PRC tức là uh, abc uh, là uh, People's Republic of China đó. Thì quý vị, cuối cùng thì chỉ ở đó thôi, bây giờ nó chạy qua bên Việt Nam, nó đóng mộc make in Việt Nam, nó xuất cảng ngược lại Hoa Kỳ. Rồi bây giờ BYD đang mở công xưởng ở Mexico để xuất cảng lại Hoa Kỳ. Thì quý vị, nó nó nói là nó mở công xưởng, nhưng mà công xưởng đó là công xưởng lắp ráp. Tất cả đồ phụ tùng đều xuất phát từ Trung Quốc hết. Do đó quý vị, tôi thấy rõ ràng là cái trò này của Joe Biden là đi nửa vời. Nửa vời tức là không đủ cứng rắn, chỉ khoe cái, cái bề ngoài là cứng rắn với Trung Quốc thôi. Để lấy phiếu ở trong cái thị trường Hoa Kỳ thôi. Trong còn có 5 tháng nữa là tới cuộc bầu cử rồi. Chứ thật sự ông ta không muốn bỏ rơi bất kỳ một cái sản phẩm nào mà liên quan tới năng lượng xanh từ Trung Quốc cả trừ phi là ông ta phải ký kết với Trung với lại Mexico và buộc cộng sản Việt Nam phải rõ ràng cái nguồn nguyên liệu. Do đó tại sao vừa rồi Bộ Thương mại lật đật bắt đầu xét đến việc mà thừa thừa nhận Việt Nam là kinh tế thị trường. Tại vì nếu là kinh tế thị trường thì hàng hóa của Việt Nam vào Hoa Kỳ sẽ được giảm thuế. Sẽ được giảm thuế và có một số mặt hàng sẽ được miễn thuế. Tại vì đó là một nền kinh tế thị trường. Nhưng mà giống như tôi nói, ở Việt Nam không có nền kinh tế thị trường. Ở Việt Nam là nền kinh tế tập trung. Thì quý vị, rõ ràng là Joe bên đang tìm cách gọi là giúp cho Cộng sản Hà Nội. Giúp cho Cộng sản Hà Nội có thể mà có thể kiểm soát được cái ngành xe. Và kiểm soát được tất cả những cái mặt hàng xuất cản qua Mỹ. Chính vì vậy mà họ dọn đường trước bằng cái gọi là thừa nhận Việt Nam là kinh tế thị trường. Thì tôi vừa rồi tôi có vận động tất cả mọi người viết thư cho Bộ Thương mại là họ muốn dọn đường để cho xe của Trung Quốc và tất cả mặt hàng của Trung Quốc solar panel, xe điện, bình điện rồi các dụng cụ y tế các dụng cụ y tế đều đi qua Việt Nam đóng mọc Bắc y Việt Nam xuất cảng ngược lại Hoa Kỳ Mexico chỉ có ngành xe thôi Mexico chỉ có ngành xe thôi nhưng mà riêng Việt Nam là nhiều ngành lắm tại vì các công ty Trung Quốc đã ghi danh sẵn với lại bộ kế hoạch và đầu tư Bây giờ họ đang chờ cái diễn biến của Trung Quốc và Hoa Kỳ như thế nào. Họ qua đó, họ đặt cái văn phòng, họ mở cái warehouse chứ không phải công xưởng. Nhưng mà trên bề ngoài họ nói là công xưởng, Manufactory. Nhưng ở trong đó là gì quý vị? Warehouse, nhà kho thôi. Rồi họ lắp ráp trong nhà kho. Họ lắp ráp hết trong nhà kho, đóng cái mọc back in Việt Nam. Đây là cách mà họ làm với lại solar panel ở tại Quảng Ninh. Và kỳ rồi quý vị còn nhớ cách đây khoảng một năm thì là hải quan của Hoa Kỳ ở ngay bến cảng Los Angeles đã chận cái chuyến hàng gọi là solar panel xuất cảng từ Việt Nam qua. Bởi vì họ nói rằng họ thấy rõ ràng là nó nó xuất phát từ Tân Cương. Họ chận họ tịch thu đó. Thì quý vị, nhưng hải quan sẽ không làm được nhiều. Bởi vì cái đó là solar panel. Bây giờ bình điện, xe điện, dụng cụ y tế và các mặt hàng thép nhôm những cái mặt hàng mà được sản xuất bằng thép và bằng nhôm nó sẽ đi qua ngõ Việt Nam để nó vô nó vô nước Mỹ nó sẽ đi qua ngõ Việt Nam để nhập cảng vào nước Mỹ do đó quý vị cái lệnh xác lệnh của Joe Biden là một cái xác lệnh nữa vời tăng thuế nhưng lại mắc nhắm mắt mở cho Trung Quốc tuồn hàng qua những quốc gia thứ ba xuất cảng vào Hoa Kỳ đây là cái trò mà tôi gọi là mà người Mỹ gọi là giới chính trị gia gọi là trend nation country tức là cái quốc gia chuyển tiếp của Trung Quốc chứ nó không phải là cái quốc gia sản xuất thật sự. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói với quý vị là chính quyền Joe Biden đang đi một cái hướng gọi là mua hàng cả các bên. Vừa bày tỏ là mình chống Trung Quốc nhưng mà vừa phải đáp ứng cái nhu cầu năng lượng xanh và giúp đỡ cho những cựu đồng minh của Joe Biden. Do đó ông ta ông ta mới dùng cái cách này. Cho tới giờ phút này thì trên sàn quốc hội đã đóng đinh bốn quốc gia trong cái vấn đề solar panel. Việt Nam, Malaysia, <laughs> Campuchia và uh, Thái Lan. Bốn quốc gia này họ đều nói rằng các cái solar panel là của Trung Quốc. Mà thật sự quý vị, những quốc gia này không có khả năng sản xuất solar panel. Họ không có sản xuất được solar panel, tất cả đều Trung Quốc đặt công xưởng ở đó hết. Họ chỉ là lắp ráp, đóng bao bì, rồi đóng mọc, gửi qua Mỹ thôi. Thì quý vị, đây chính là cái trò của Joe Biden. Vừa mua phiếu của những người chống Cộng sản Trung ở Mỹ. Vừa có thể đáp ứng được cái năng lượng xanh. Tại vì Trung Quốc là cái nơi kiểm soát 70%. Không lấy của Trung Quốc thì làm sao thực hiện được năng lượng xanh. Do đó, ông ta cố tình mở cửa cho những quốc gia thứ ba trục lợi. Và những quốc gia đó, thì quý vị, nó sẽ gây ảnh hưởng tới cái giới công nhân của Hoa Kỳ. Nó gây ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Do đó quý vị, Joe Biden đi kiểu này, rõ ràng là chỉ mua phiếu. Còn cuối cùng, chúng ta phải chờ thay đổi cái chính phủ sắp tới. Bởi vì ông Trump lần trước, ông rất rõ ràng. Ông buộc cả Canada và Mexico ký cái hiệp ước USMCA. Là tất cả những cái gì mà đến từ Trung Quốc đều sẽ bị đánh thuế kể cả cái tên của nó thôi Kể cả cái tên của nó Mà đến từ Trung Quốc là bị đánh thuế Đây chính là cái cách của ông Trump đã làm trước đây Mà khiến cho Trung Quốc phải cúi xuống ký cái mọi hiệp ước mậu dịch Cái first phase là 200 tỷ Mỹ Kim mua mặt hàng của Hoa Kỳ đó Thì quý vị Thời gian gần đây Mexico đã qua mặt Trung Quốc Trở thành cái nơi xuất cản nhiều nhất vào Hoa Kỳ Câu hỏi tôi vẫn đặt ra Chính Joe Biden đã để cho Mexico thành cửa ngõ nhập cảng hàng của Trung Quốc. Nhưng mà trên mặt diện thì nó là từ Mexico. Thì quý vị, đây sẽ là một trong những cái thách thức của cái nền kinh tế Hoa Kỳ và thách thức của cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ có chặn hết tất cả con đường mà Cộng sản Trung Quốc đang sử dụng để xâm nhập vào cái thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới này hay không. Chúng ta phải chờ xem coi Quốc hội của Hoa Kỳ sẽ có những cái thái độ như thế nào. Với cái chính sách của Joe Biden và những cái trò gọi là à, giả hình của Joe Biden. Đây tôi gọi là những cái trò giả hình miễn chống Trung Quốc nhưng mà vẫn mở cửa cho, cho Trung Quốc thoát ra. Nó không có một cái dứt khoát gọi là cứng rắn để mà chặn tất cả những cái mặt hàng tràn ngập của Trung Quốc. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.